Chào các anh chị học viên, sinh viên và các em học sinh. Để giải các câu hỏi trắc nghiệm về tính giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn bằng máy tính, thì chúng ta sử dụng chức năng bảng giá trị hay còn gọi là table. Đối với máy FX580VNX, chúng ta bấm menu 8. Đối với FX570ES Plus, chúng ta bấm mode 7 để vào bảng giá trị. Bây giờ chúng ta cùng tiến hành làm bài. Ở câu 1, tính giá trị lớn nhất của hàm số FX bằng âm x mũ 4 cộng 12x bình cộng 1 trên đoạn từ âm 1 cho đến 2. Thì cái bước mà đọc kỹ đề cũng là một cái bước rất quan trọng, cho nên chúng ta cần phải ghi chú lại những cái chỗ quan trọng ha. Giá trị lớn nhất thì mình gạch ở chỗ lớn nhất nè, trên đoạn âm 1 cho đến 2. Bây giờ để vào được cái bảng giá trị đối với máy FX580VNX, chúng ta bấm menu 8. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nhập hàm số vào. Đây là hàm số FX mình nhập vào, trừ x mũ 4 cộng 12x bình phương cộng 1. Mình bấm dấu bằng. Nếu những máy nào có hiện lên GX như vậy thì chúng ta sẽ bấm Shift menu. Chúng ta bấm nút xuống, tiếp tục bấm nút xuống. Chỗ này có bảng giá trị, mình chọn 1 là bảng giá trị. Mình chọn chế độ chỉ nhập FX, không chọn chế độ nhập cả hai. Như vậy mình chọn số 1. Rồi bây giờ mình bấm dấu bằng. Tiếp theo mình sẽ nhập cái điểm bắt đầu là âm 1. Bấm dấu bằng. Rồi tiếp theo nhập điểm kết thúc là 2. Rồi bước của mình, chúng ta sẽ lấy cái điểm kết thúc trừ cho điểm bắt đầu rồi chia cho 24. Điểm kết thúc ở đây có nè, 2. Mình trừ cho điểm bắt đầu là âm 1. Đáng lý mình cần phải mở ngoặc đóng ngoặc thêm một lần nữa, nhưng ở đây máy tính nó hiểu cho nên làm vậy cho nhanh. Mình sẽ chia cho 24 bằng. Thì cô muốn máy tính nó tính cho cô 25 giá trị thì cô sẽ chia cho 24. Nếu mình muốn máy tính nó tính cho mình 28 giá trị thì mình chia cho 27. Thì cũng tùy vào các loại máy tính. Nếu mà có những loại máy tính nó chỉ tính được 20 giá trị thì mình chia cho 19. Còn nếu nó tính được nhiều giá trị thì mình được quyền lựa chọn, nhưng nếu nó tính càng nhiều giá trị thì nó sẽ càng chính xác hơn. Và bây giờ bảng giá trị đã hiện lên thì cột bên đây là cột của x, còn cột bên đây là cột của fx, thì mình tính giá trị lớn nhất cho nên cô sẽ qua cái cột fx. Rồi hiện tại bây giờ nó đang là số 12, 12 đang lớn phải không? Bây giờ cô bấm tiếp nha. 9 7 5 3. Rồi mình dò coi có số nào lớn hơn số 12 không. Ok, có số 14 chấm. Rồi 17 rồi nè, 20 rồi nè, 22 nè, 25, 28, 30. 33 như vậy. Như vậy giá trị lớn nhất là 33 thì cô chọn câu C. Rồi tiếp theo câu số 2, tính giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn 2 cho đến 19. Rồi tiếp tục bấm menu 8, nhập x mũ 3 trừ 24x. Rồi nhập điểm bắt đầu 2, nhập điểm kết thúc là 19. Bước nhảy là lấy 19 trừ 2 chia cho 24. Rồi bảng giá trị đã xuất hiện. Mình sẽ qua cái chỗ giá trị. Thì giá trị nhỏ nhất âm 45.13 hiện tại đang là giá trị nhỏ nhất. Mình dò nha, mình dò. Qua đây là số dương hết rồi, lớn, số rất lớn luôn. Rồi như vậy con số nhỏ nhất sẽ là âm 45.134 nè, âm 45.134. Bây giờ mình coi kết quả nè. Thì âm 40 chắc chắn không phải, số này số dương chắc chắn cũng không phải rồi. Âm 45 cũng không phải luôn, thì chỉ còn lại con số này. Bây giờ mình tính cái con số này ra. Rồi bây giờ mình sẽ tính nha, mình bấm menu 1 thoát ra để mình tính. Âm 32 căn 2 bằng. Thì nó ra là âm 45.254 gì đó. Mình sẽ chọn con số âm 32 căn 2. Vì nó là con số nhỏ hơn nha, mình chọn đang tìm giá trị nhỏ nhất cho nên là mình chọn con số nhỏ hơn nha. Còn con số âm 45 thì nó lớn hơn rồi. Rồi. Tiếp tục,
Mình sẽ làm cái câu số 3. Thì ở đây cô cũng gạch sẵn những cái chỗ mà mình cần chú ý. Thì tìm giá trị lớn nhất nè trên cái đoạn. Rồi bây giờ mình bấm menu 8 nè. Mình sẽ nhập x mũ 4, x mũ 4 trừ 2x bình cộng 3. Rồi bây giờ mình sẽ nhập điểm bắt đầu là 0, điểm kết thúc là căn 3. Rồi điểm bước mình sẽ lấy căn 3 trừ 0 thì là bằng căn 3 ha. Căn 3 chia cho 24. Rồi bảng giá trị đã hiện lên. Rồi mình qua, mình sẽ tìm giá trị lớn nhất. Giờ là 3. Mình dò ha. Lớn hơn 3 rồi nè, 5 rồi nè. 6, như vậy mình chọn giá trị lớn nhất là 6. Như vậy mình sẽ chọn là câu A. Rồi tương tự như vậy đối với các câu khác ha. Bây giờ mình sẽ làm tiếp theo câu số 6 đi. Rồi câu số 6 là tìm tập giá trị của hàm số y bằng căn bậc 2 của x trừ 1 cộng cho căn bậc 2 của 9 trừ x. Thì để tìm được cái tập giá trị thì mình cũng tìm cái giá trị lớn nhất và cái giá trị nhỏ nhất. Thì mình biết chắc chắn rằng là tập giá trị sẽ bao gồm tất cả những cái giá trị mà nó lớn hơn hoặc bằng cái giá trị nhỏ nhất và nhỏ hơn hoặc bằng cái giá trị lớn nhất. Bây giờ mình sẽ tìm ha. Thì đối với cái bài này á, mình sẽ cần tìm tập xác định của cái bài này. Căn cho nên là biểu thức trong căn sẽ lớn hơn hoặc bằng 0. Rồi mình sẽ tự giải ra, thì mình sẽ được là x sẽ lớn hơn hoặc bằng 1 mà nhỏ hơn hoặc bằng 9. Như vậy mình sẽ tìm trên cái đoạn là từ 1 đến 9 nha. Rồi hoặc là mình bấm menu 8 hoặc mình bấm on thì cũng được ha. Rồi nhập vào x nè, trừ 1 nè, cộng cho căn bậc 2 của 9 trừ x nè. Nhập bắt đầu là 1, kết thúc là 9. Rồi 9 trừ 1 bằng 8 luôn cũng được ha, chia cho 24. Rồi mình sẽ dò giá trị, mình sẽ tìm mấy cái giá trị nhỏ nhất trước đi. Nhỏ nhất bây giờ hiện tại đang là 2.8. Như vậy nó sẽ là 2.8284 đi, ghi 4 số thôi. Rồi bây giờ tìm số lớn nhất. Số lớn nhất 3.7, 3.8, 3.9. Số lớn nhất sẽ là 4. Thì nhìn vào đây thì mình thấy chỉ có cái câu B là thỏa mãn, là số lớn nhất là nó là 4 thôi. Thì mình chọn là câu B ha. Bây giờ mình thử tính coi 2 căn 2 nó bằng bao nhiêu nè. 2 căn 2 thì nó bằng 2.8284 nè. Rồi tiếp theo bây giờ mình sẽ làm câu 10. Thì ở đây là tìm giá trị nhỏ nhất ha. Rồi mình chú ý cho cô nè, gặp lượng giác thì chúng ta nhớ cho cô là chuyển qua chế độ radian ha. Mình sẽ chuyển qua chế độ radian. Rồi bây giờ cô sẽ chuyển qua chế độ radian nè. Bấm shift menu ha, chọn đơn vị góc nè. Rồi chọn số 2 là đơn vị radian. Sau khi chuyển qua chế độ radian rồi, bây giờ bắt đầu cô sẽ bấm menu 8, cô nhập vô nè sin bình phương x nè. Chú ý cách bấm ha. Mở ngoặc ra mình ghi là sin x rồi bình phương, tiếp theo là trừ cho 4 sin x rồi trừ cho 5. Nhập cái chu kỳ của sin x là 2π, cho nên mình sẽ nhập một cái chu kỳ 2π thì thường mình sẽ nhập 0 ha. Rồi kết thúc là 2π ha. Đó. Rồi cái bước nhảy là mình sẽ lấy 2π trừ 0 là bằng 2π đó. Chia cho 24. Hiện lên bảng giá trị á, thì bắt đầu mình dò ha, mình tìm giá trị nhỏ nhất. Giá trị nhỏ nhất rồi âm 7 nè, âm 7.7 nè, âm 7.9, âm 8. Âm 7 âm 5
không? À, như vậy là âm 8 sẽ là cái giá trị nhỏ nhất thì cô sẽ chọn là âm 8 ha. Tương tự với các bài còn lại ha. Ở đây cô cũng còn một số bài nè, mình có thể bấm là mình làm, cô cũng chú thích vô luôn á. Những cái chỗ nào quan trọng đó là mình nên gạch dưới để mình làm nha. Đối với máy FX570 AF Plus thì chúng ta sẽ bấm mod. Chúng ta sẽ bấm mod 7. Bây giờ chúng ta sẽ nhập hàm số vào x bình cộng 3 trên cho x trừ 1, rồi nhập bắt đầu là 2, kết thúc là 4, bước nhảy là lấy 4 trừ 2 là bằng 2 đó, chia cho 24. Rồi đây là bảng giá trị, ra bảng giá trị rồi, mình sẽ chọn giá trị nhỏ nhất nha. 6.5 nhỏ nhất, 6.4, 6.3, cô xin lỗi, 6.1. Như vậy nhỏ nhất sẽ là 6. Vậy là mình sẽ chọn câu C. Rồi tương tự như vậy mình có thể bấm các câu khác ha. Chúc các em làm bài thật tốt nha.